xin chào các bạn trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những từ tượng thanh mô phỏng tiếng con vật trong tiếng nhật đầu tiên là con mèo tiếng của con mèo khi được phiên âm trong tiếng nhật sẽ là nha nha nó không phải là meo meo như chúng ta mà là nha nha tiếp theo là con chó trong tiếng nhật con chó sẽ kêu là quăng quăng Uh, tiếp theo nữa sẽ là con bò. Con bò trong tiếng Nhật sẽ kêu là mò, mo Tiếp theo con dê sẽ kêu là me me Con heo sẽ kêu là bư, bư. Um, con chim sẽ kêu là pichu, pichu, pichu. Con gà trống sẽ gây là cục cục Cô kê cột cô, cô, cô kê cột cô, cô, cô kê cột cô, cô. Con vật sẽ kêu là gà, 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 gà. Còn con quả thì sẽ kêu là ca, 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 ca. Vậy là các bạn đã biết được phiên âm tiếng kêu của một số loài động vật trong tiếng Nhật. <laughs> Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.